các giọt bắn siêu nhỏ càng trở nên lớn hơn trong một không gian kín với hệ thống thông gió kém. Phòng thí nghiệm này đang mô phỏng sự chuyển động của các giọt bắn siêu nhỏ trong phòng kín. Khoảng 10 người trong một không gian kín bằng một lớp học. Một người ho một lần, phát tán khoảng 100.000 giọt bắn. Các giọt bắn lớn được hiển thị bởi màu xanh dương và màu xanh lá cây. Hầu hết những giọt bắn này rơi xuống đất trong vòng 1 phút. Nhưng các giọt bắn siêu nhỏ thể hiện bằng màu đỏ tiếp tục trôi nổi trong không khí. Mô phỏng này chỉ biểu hiện các giọt bắn siêu nhỏ. 5 phút sau, 10 phút sau. Hai mươi phút sau, các giọt bắn siêu nhỏ vẫn trôi nổi tại chỗ. Nếu không khí không lưu thông, các giọt bắn siêu nhỏ không di chuyển. Vì chúng không thể tự di chuyển, nên chúng vẫn ở đó trong một thời gian. Nhưng có một cách để ngăn chặn sự tồn tại của các giọt bắn siêu nhỏ này. Mở cửa sổ và tăng lưu thông không khí được cho là có hiệu quả. Khi bạn mở cửa sổ, những giọt bắn siêu nhỏ nhanh chóng bị cuốn đi. Chúng rất nhỏ và nhẹ. Vì vậy, bất kỳ luồng không khí nào cũng sẽ thổi bay chúng. Điều quan trọng là phải có hai cửa thông khí. Hãy mở cửa ít nhất một lần một giờ. Điều đó sẽ làm giảm nguy cơ lây nhiễm đáng kể.